Xin bác đừng đánh cháu nữa. Con vô đây chỉ lo cho sức khỏe của bác thôi. Bác ơi, bình tĩnh đi bác. Bác ơi, má thôi đi. Con xin má mà. Má à, má à, thôi đi. Gia Bảo, đứng dậy. Con có sao không? Con đâu? Con có sao không vậy Gia Bảo? Con đâu? Đi về phòng. Con đi về phòng nhanh lên. Đi đi. Nè, nè, con dám, dám làm những điều đó trước mặt má hả? Má hả? Con thấy chuyện nó không có gì lớn lao hết á. Không phải má đã từng ước có một đứa cháu trai, khó khăn lắm con mới sanh được một đứa con trai như vậy. Thật ra nó đã làm sai chuyện gì mà má lúc nào cũng nghiêm khắc với nó như vậy hả? Đúng, má đã từng mơ ước có một đứa cháu trai, nhưng không thể nào có một đứa cháu trai hư hỏng như thằng Bảo. Má, không thể. Nếu như vậy thà má không có thì hơn. Con á, nếu con nghe lời má, con dạy dỗ cho nó đàng hoàng thì làm sao có cái chuyện như ngày hôm nay được. Má, từ ngày con về làm dâu má tới giờ, có bao giờ má đối xử tốt với con hay chưa? Con đã làm gì để cho má ghét con tới như vậy hả? Má, con có điểm nào không tốt? Hay là má đã hối hận về chuyện của con Dung? Má, hay là má vẫn còn hy vọng nó sẽ đẻ cho má một đứa cháu trai? Má ghét con chỉ vì chuyện con đã đuổi nó đi đúng không? Con, sao con dám? Má, nếu như má không vừa lòng về con, má cứ đánh cứ chửi con, tại sao lại đổ lên đầu con trai con như vậy hả? Giận cá chém thớt không đúng đâu má à. Nè, con nói mà con có suy nghĩ trước không vậy hả? Từ đâu ra mà con có ý nghĩ điên rồ như vậy chứ? Ủa, con điên rồi hả? Đúng, con điên lên rồi đây nè. Con muốn điên lên rồi đây nè. Điều đâu phải hy sinh là sẽ giữ được một người mãi mãi, càng không phải cô níu với hai bàn tay ai ở bên. Vì sao không yêu